Ngày 12 tháng 1, đoàn công tác do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ. Năm 2021, dưới những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ phải thực hiện 3 tại chỗ. Các đơn hàng của đối tác bị dừng lại. Tuy vậy, bằng sự nỗ lực đoàn kết của ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty vẫn bảo đảm được việc in ấn các đơn hàng, các ấn phẩm báo chí, trong đó có Báo Nhân dân được thông suốt, bảo đảm chất lượng. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022, đoàn công tác đã trao quà, thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến cán bộ, công nhân viên của công ty.